Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cho biết vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ dưới 12 tháng tuổi bị sốt xuất huyết nặng, trong đó có trẻ bị chẩn đoán nhầm sang bệnh tay chân miệng tại cơ sở y tế địa phương. Sở Y tế TP HCM dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và có thể sẽ kéo dài nếu như không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh. Một số trẻ có triệu chứng sốt, tiêu chảy, nối hồng ở bàn tay, bàn chân. Khi nhập viện tuyến dưới thì được chẩn đoán là sốc nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, bệnh tay chân miệng, điều trị kháng sinh, truyền dịch chống sốc. Do tình trạng bệnh quá nặng, các bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Tại đây, qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu, tiếp tục truyền dịch chống sốc. Bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công trẻ nhũ nhi, nhưng trẻ có thể có biểu hiện không điển hình như sốt vừa, nhẹ, không liên tục, kèm ho, sổ mũi, hắt hơi hay tiêu chảy, nôn ói, nên dễ lầm tưởng với các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng hay là bệnh tay chân miệng. Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám xét nghiệm bệnh chính xác, điều trị thích hợp cho trẻ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận 10 TP HCM đã cho ra mắt phố sức khỏe đầu tiên tại thành phố mang tên Bác. Đây là nơi quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch y tế, kết nối du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người dân sau đại dịch COVID-19. Phố sức khỏe đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh nằm trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Dương Quang Trung, quận 10. Tuyến phố sẽ tạo ra sự gắn kết giữa các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở làm đẹp, các điểm tham quan, ăn uống, vui chơi, giải trí. Hiện bước đầu, phố sức khỏe đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 150 cơ sở tham gia. Đây là nơi để người dân đến sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đại dịch COVID-19, đồng thời tạo điểm nhấn phát triển điểm đến, tham quan du lịch với mô hình du lịch y tế, phục vụ người dân, du khách. Bloom là trung tâm công nghệ cao do Tetra Pak thiết kế với sự hợp tác của Dentist, với mục đích là khơi nguồn sáng tạo và xúc tiến đổi mới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam dành cho ngành thực phẩm và đồ uống. Trung tâm này vừa chính thức hoạt động tại Bình Dương. Trung tâm khơi nguồn sáng tạo và xúc tiến đổi mới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam dành cho ngành thực phẩm và đồ uống đã chính thức hoạt động với mục tiêu cách mạng hóa ngành công nghiệp này thông qua mô hình phát triển sản phẩm với cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả chi phí. Trung tâm Bloom được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tăng tốc quá trình đổi mới sáng tạo sản phẩm, biến các ý tưởng thành khái niệm sản phẩm cụ thể, giúp doanh nghiệp sản xuất các lô nhỏ để đánh giá sự đón nhận của thị trường và sau đó hỗ trợ họ chuyển sang quy mô sản xuất trung bình, lớn và hàng loạt. Tận dụng thế mạnh về công nghệ và chuyên môn sâu rộng của Tetra Pak cùng năng lực sản xuất của Dennis, Bloom có thể giải quyết hiệu quả những thách thức này cho mọi doanh nghiệp và mang đến sự linh hoạt, hiệu quả vượt trội, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và giúp doanh nghiệp không phải đầu tư vào thiết bị. Mọi dịch vụ để phát triển sản phẩm và sản xuất đều có sẵn ở tại một nơi. Trung tâm đổi mới sáng tạo này có thể đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu thực phẩm và đồ uống không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn khu vực và cả quốc gia khác trên thế giới.